Rồi, mật câu. Chào ông đang đồng cục luôn nỗi lục với nhau mà khổ nhưng nó không mà được đấy. Thôi rồi. Thank you.
Chứ đâu phải đâu mình hình, còn sao đâu trước. Vậy là anh đã thực hành xong bài. Lấy tổ ong mật cho tổ mối. Vẫn đây. Sản phẩm đây. Ôi rồi. Đây đâu?